Chân dung Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Nguyễn Tân Cương sinh ngày 12 tháng 2 năm 1966, quê quán xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 dự khuyết, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ tháng 6 năm 2021, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, cử nhân quân sự.